ra đấy anh. Good Và dạ từ đây rồi cô nghe trong cái video cũ ấy cô. evening, teacher. Good evening, Yeah. teacher. Good evening, Rồi, everybody, tay đâu, tay đâu. Làm mạnh lên nào, năng lượng lên nào. Good evening, teacher. mời để con Tay cơ. đâu, tay đâu. Hello, Good teacher. đâu. Good evening, teacher. Are you today? Hay là mạng của cô đâu vấn đề? Tay đâu? Có nhìn thấy tay của cô Ơi. không? Nào tay cả lớp đâu rồi? Do mạng của cô hả? Các bạn có nghe được cô nói không? Cả lớp nghe được cô nói không? Sao cô lại không nghe được lớp mình nhỉ? Tay lại, tay lại nào, chào lại nào. Good evening, teacher. Hú Good Ok, evening, rồi. Ok, chắc lấy mạng Trang nó ơi, được truyền nó chưa tốt. Trang, Trang ơi, đâu? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Hôm nay lớp chúng ta giờ này mới được 60 thành viên, không biết là đi đâu hết rồi. Tuần trước nó Thôi đông mạng đông, tuần cô. này nó lại sụt xuống đi đâu mất rồi. Nhắc là hôm nay vẫn là buổi học rất là quan trọng, phần 2 của danh từ. Cô cố tình cho lớp mình ôn lại đấy, bởi vì thực ra là video cô không gửi. Nên là cô mới cố tình cho ôn lốt cái phần cuối đấy, về phần danh từ cho các bạn đấy ạ. À. Để những bạn nào buổi trước mà nó có lỡ nghỉ hay là gì đấy thì vẫn còn được được học. Video thì cô không gửi, nhưng mà chúng ta thì sẽ đó là đến vào sớm thì cô sẽ cho ôn thôi, chứ còn nó sẽ không gửi lại cho các bạn, được chưa? Okay. Tối nay thì lớp mình thì có một số thành viên thì các bạn học bù của lớp tư duy, thế nên rằng là cũng sẽ mất một số thành viên bởi vì các bạn ấy không học được buổi trước thì hôm nay học bù. Những bạn học đó thì cô sẽ ưu tiên để cho các bạn ấy được học lớp tư duy tâm linh, nhưng cô sẽ vẫn gửi video cho những trường hợp, chỉ đấy là trường hợp mà cô duyệt riêng thôi, còn lại những trường hợp khác thì sẽ không được gửi video. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Ô, Bảo Anh cô thấy đang ở lớp kia mà tự nhiên chui lớp này à? Nhưng mà mẹ vào nhá, trẻ con được học lớp đấy đâu, trẻ con không được học lớp đấy. Cô em mở tao mà thôi. Ừ. Ok. Lớp đấy là lớp dành cho người lớn, phải lớp dành cho con đâu. Rồi. Phát âm trước. K1 phát âm. K2 sẽ giao tiếp. Đúng không ạ? Ok. Được rồi. Lớp mình bật hết cam lên rồi chứ. Bật hết chưa ạ? 100% bật cam. Bạn nào tên admin đổi tên cho cô gái nha. Vui lòng đổi tên hộ cô gái. Một số bạn chưa bật cam đâu. Hoàng Triệu bật cam ạ. Có một số bạn chưa đặt cam đâu, Ngọc Anh Hà Nội bật cam ạ. Có hai bạn đấy ạ. Xin mời là Ngọc Anh với Hoàng Triệu bật cam lên cho cô ạ. Rồi, để bắt đầu. Nha. Bạn admin đổi tên ạ. Đổi lại tên của mình ấy nha. Đừng có dùng tên khác nha. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào phát âm trước đến phần nào rồi cả lớp ơi. Cô nhớ nhầm hết rồi. Hết phụ âm rồi đúng không? Chuẩn không cả lớp ơi? Đúng rồi ạ. À. Đi Hết tiếp. rồi đúng Đúng không? Rồi thật chưa? Rồi thật chưa? Nói to lên xem nào, lớp này năng lượng đi đâu hết rồi? Cô chưa ăn tối rồi đấy nha. Các bạn mà không nói là cô tụt năng lượng đây, cô hết dậy đấy nha. Đi bơi về muộn là chưa kịp ăn tối đâu. Rồi. Chúng ta sẽ học phần tiếp theo. Thế thì phần ngày hôm nay phần phát âm cũng vào phần quan trọng luôn ạ. À. Đó là trọng âm của từ. À. Video này không gửi lên lớp bởi vì số lượng không đủ người. Thế nên là buổi học ngày hôm nay thật sự tập trung chăm chú vào, không là không có video đâu.
Được chưa? Mà bài rất quan trọng, trọng âm một từ chỉ có một buổi đây là xong hết đấy. Hay là đâu nhỉ? Trọng âm của từ nó chạy đâu mất rồi. Đây, what stress đây rồi. Tất cả các phụ âm cô đã gửi video rồi nhá, thế nên là sẽ không ôn lại phần phụ âm nữa đâu nhá. Được chưa? Hôm trước là chúng ta học hết bốn âm còn lại là K, G, F, V đúng không? À, lướt qua một tí nha. Lại có các bạn về nhà. Có thể có bạn về nhà chưa 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 hề động đến một tí nào. Đây. K. Như nào nhỉ? Cả lớp còn nhớ phát âm của nó không? Há miệng. Thu lưỡi. Bật hơi. Đúng không? Há miệng. Thu lưỡi. Bật hơi. Đúng chưa? Há miệng thu lưỡi. Đúng không? Đúng chưa? Đây ra hơi như vậy. G. Há miệng thụt lưỡi đọc g g ư gư huyền gừ. Há miệng thụt lưỡi đọc gừ. Gừ g ư gư huyền gừ. Đó. Rồi, xin mời cả lớp há miệng ra. Thụt lưỡi. Bắt đầu. Gừ. 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 À, cứ thụt vào, thụt ở trong ạ. À. À, lưỡi là lưỡi. Gừ. Gừ. À, thấy thụt ở trong chưa? Đấy. Gừ. 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 Ấy, cái lưỡi này cứ nhìn lưỡi cô. Nó có thụt ở trong này. À. Gừ. 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 Đọc lại cứ gừ. Đọc lại gừ gừ thì thụt vào trong. Đấy. Gừ. Gừ. Yeah. Đấy. Ở cuối một chữ đọc nhỏ bằng 2 phần 3 thì nó sẽ nhỏ hơn này. Gừ 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 đấy, nó nhỏ như thế ạ. À. Vào từ không phải get get go go. Get get go go. Yeah, thu lại. Get. Thu lại ạ. À. Girl. Go. Đúng rồi. Girl. Go. Go. Get. Let's. Girl. Let's. Get. Go. Get. Go. Go. Cuối một Get. chữ nhỏ nữa nha. Cuối một chữ này. Cái túi này. Bag. Ừ. Thu lại mà Okay. gừ. Bag. Back. Tiếp tục ạ. À. Bag. Back. Back. Bag. Back. Bag. Back. Bag. Back. Back. Bag. Back. Nhá. Yeah. Leg. 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 Đúng rồi, leg. Leg. Được chưa? KG xong nhá. Bây giờ sang đến FV. KG, FV, FV. Môi răng đúng không? Đây. Đưa môi dưới lên răng trên chạm vào nhau. Bắt đầu. F. Đúng rồi, tiếp tục. Đưa môi dưới lên răng trên. Tiếp tục, đưa môi dưới lên răng trên. Yeah. À, từ đọc. Five. Five. Đúng rồi. Thoại này. Phone. Phone. À, phải Phone. khỏe nha, phải khỏe. Ân ân đừng cười á. Phone. Fine. Phone. Fine. 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 Cười nha, phở ở cuối này. Laugh. Laugh. Là Đưa môi lên răng mà phờ ạ. À. là 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 Laugh. Good là job. là Laugh. là Laugh. Good job. là Đó. Hoặc là có thứ gì ở cuối nhỉ? là Từ đủ, từ đủ cũng có từ từ ở cuối ạ. À. Enough. là Enough. No. Good job. Enough. 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 Laugh. Laugh. Enough. Rồi, good job. Chữ phờ xong nhá, nhớ được môi răng này. Phone. Fine. Phone. Đấy, Phone. phải tìm thấy. Phone. Fight. Phone. Được Phone. chưa? Đấy nhá. Bây Thế giờ còn khi V nào nữa? nào? V ở cuối một chữ nào đọc như nào ạ? À? Khi Đưa môi lên răng dính vào.
dính môi vào đấy. răng xong đó. Ừ. Xong Đọc thay đi. thay quần áo xong rồi xem. Ừ. Đọc đi. Ừ. Đưa muôn lên răng. Ừ. Good job, tiếp tục. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Thấy tê tê ngứa ngứa cái môi chưa? Tê tê ngứa ngứa cái môi chưa cả lớp? Rồi ạ. Ừ, đấy, nó chính là chuẩn như thế đấy. À. Đây. Ôi. Đưa lên xuống mà làm. Đấy. Nên vào từ. Phải vét nha, vét nha. Môi đơn răng này. Vet. Không phải very nha, đưa môi răng này. Very. 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 Yeah. Không phải xe Very. tải là ven ven đâu nhá. Được chưa? Đưa môi răng này. Ven. 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 Sống không phải live không đâu nhá. Ven. À, mà là gì ạ? À? Live. Live. Đưa môi răng vào vờ ạ. Live. 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 Các bạn Live. nào? Nghĩa? Không có xem màn hình ạ. À? Tắt ngay. Rồi. À, số 5 nhá. File trong vờ cuối này. Five. Five. Đúng rồi ạ. Five. 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 Đúng rồi ạ. Five. 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 Good job. Five. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sang âm tiếp theo. Âm tiếp theo đó là âm gì nhỉ? Chúng ta là âm tờ, tờ, tờ. Đúng không? Đặt lưỡi ra ngoài. Để âm tờ, lưỡi ngoài. Đây. Dở. 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 Đóng lại hai răng xít vào lưỡi. Chỉ thu lưỡi lại thôi. Được chưa? Không mở là giờ 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 đây đâu nhá. Được chưa? Đặt tay đây. Để biết này. Dở. Dở. Nên vào từ. Bo. Dở. bó Dở. Đúng rồi ạ. bó Mo. Dở. bó Rồi. Mo. bó Dở. bó Đúng rồi ạ. For. Dở. bó Mo. bó Dở. bó Rồi. Dở. Mo. Dở. bó Bố. Bố nha. For môi răng này. For. Dở. bó Mẹ mí môi ạ. Mo. Dở. Mo. Mo. Dở. Rồi. Giờ xong nha. Bây giờ chuyển sang âm thờ. Ra hơi. Đúng không? Lưỡi là khỏi âm răng. Mặt lưỡi trên, cọng răng trên thôi. Mặt nó nhanh lên lại. Đây. Đúng không ạ? Đó cho tôi. Đây, đặt lưỡi ngoài. Đúng không ạ? Job. Tiếp tục ạ. Good. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta vào từ. À, chúng ta vào trọng âm của từ nào. Xong rồi. Đây. Trọng âm của từ. Mày mẹ hết pin à? Chúng ta có ghi chú ạ. Mày mẹ nhanh hết pin đấy nhỉ? Vừa nãy 9%. Kinh khủng thật. Chúng Ta ta đang có ghi chú ạ. Khi có trọng âm rơi vào, ta đọc mạnh ta đọc hơn mạnh so với âm còn lại, hơn nhưng không mạnh như dấu sắc của Việt Nam. tính Chúng ta ghi chú ạ. đồng có còn pin không? Xem cắm sao Dưới kia cắm hỏi đi nhá. ông cô Cũng được. Nhưng mà không biết máy tính có đăng ghi nhập của chép. dễ anh nhỉ? Cần phải treo Có ghi chép đầy đủ ạ. cô chưa chuẩn bị biến hình con biết ngay này thành biến hình luôn này mày có tin không biến hình này Mạng nó rộng. cái bật tiếng.
Ủa bà la ao là ba ao la sáp ẹ. Ấu ấu. Mình chép xong chưa ạ? Đang ấy nó dở một phát nữa nè. Xong rồi À, mất mấy máy ở cô luôn. quên đi. Chúng ta tranh thủ chép xong đó cô sẽ giảng. Super em ăn sủi. Ok chưa? Mình chép xong hết chưa ạ? Xong rồi ạ. Ok. Trọng Chưa âm của ạ. từ thì chúng ta lưu ý này. Về trọng âm của từ thì nó giống như thế này. Chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Nó giống như là một cái mái của một ngôi nhà đúng không ạ? Chúng ta đang đi học vần số 2 đúng không ạ? Cái mái của cái nhà phát âm này đúng không ạ? Đây. Chính là cái phần này. Đúng không ạ? Ở phần giữa này chúng ta học xong phần phụ âm rồi này. 25 âm phụ âm đã xong rồi này. Đúng không ạ? Đọc được một nửa từ rồi này. Đúng chưa? Đấy. Còn cái nguyên âm này thì hết cái phần này chúng ta sẽ sang phần nguyên âm. Đã. Đã. Cái ao máy liên tục. Hai con chó đi chó. Rồi. Đó. Thì ở đây chúng ta đi học đó chính là phần trọng âm này. Đúng không? Trọng âm để giúp chúng ta gì ạ? Đọc từ chuẩn. Thì thứ nhất chúng ta cần phải biết là trọng âm là gì? Trọng âm nó chính Ôi, là em không nghe tiếng. không nghe tiếng gì á? Có nghe được không cả lớp ơi? Còn Alo? nghe được cô ạ. À, vẫn nghe được cái Có gì? được rồi. Có Còn nghe thế, thế bạn nào vẫn không nghe được có thì ạ. là do máy đấy ạ. Sao Mạng nào mấy máy rồi? nó hơi dởm tí. À. Rồi, thế thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chúng ta cần biết là trọng âm trong tiếng Anh là gì? Trọng âm có nghĩa là gì ạ? Cứ từ hai âm tiết trở lên này bắt đầu có trọng âm. Vậy chúng ta cần phải nhận diện là gì ạ? Thứ nhất, trọng âm rơi vào đâu? Rơi vào đâu? Được chưa ạ? Thứ hai là khi rơi vào rồi thì đọc như thế nào? Đọc như thế nào? Ngủ không làm việc. Nếu như chúng ta mà không biết được trọng âm nó rơi vào đâu thì chắc chắn là chúng ta đọc bằng giống hệt tiếng Việt của mình luôn. Được chưa ạ? Dễ là tiếng Việt của mình thì chắc chắn rằng sẽ dây ra rất nhiều từ đồng âm mà người khác không nghe, rất khó để hiểu. Đấy ạ. Nên là nhất định chúng ta phải biết là trọng âm đầu tiên là rơi vào đâu và thứ hai là gì ạ? Đọc như thế nào? À, đó. Vậy thì chúng ta vừa mới đi qua một loạt các ghi chú ạ. Chúng ta vừa đi qua một loạt các ghi chú. Ghi chú thứ nhất đó là gì? Đầu tiên, khi có trọng âm rơi vào thì đọc mạnh hơn so với âm còn lại, nhưng không mạnh như dấu sắc Việt Nam. Bình thường có những người trọng âm rơi vào các bạn đọc này. Một là đọc father bằng nhau. Hai, father. Hoặc là một là
thường từ này bạn đọc vi lít đúng không ạ? Vi lít trọng âm giả thảo đây. Thứ nhất, bạn thả trọng âm sai là một. Dạ. Yeah. Thứ nhất, bạn thả trọng âm sai là một. Thứ hai, bạn lại thả thành dấu sắc của Việt Nam. Dạ, yeah, bạn thả thành dấu sắc của Việt Nam thì lại không ổn. Được chưa ạ? Nên là gì ạ? Tuyệt đối chúng ta không đọc vi lít. Mà tí nữa các bạn học bạn sẽ trọng âm rơi vào một đấy. Nó không rơi vào lít đâu ạ. Nên là đọc vi lít là sai hết rồi. Đã sai trọng âm này, thứ hai là đã thành dấu sắc nữa là càng sai hơn. Mình vừa nói là đọc mạnh hơn so với còn lại cơ mà, nhưng không mạnh như dấu sắc Việt Nam đúng không ạ? Nên là từ này trọng âm rơi đây, đọc ở đây ạ. Village, village. Đấy, nó nhẹ không? Cái từ này nó không là lít đâu nha. Hoặc là các bạn đọc là gì ạ? Complete đúng không ạ? Bạn đọc complete. À, thế thả trọng âm ở đây rồi. Thành lít, thành dấu sắc mất rồi. Không được đọc như thế đâu. Nó chỉ hơi thả một chút thôi ạ. Complete, complete. Dạ, yeah, complete. Nó chỉ hơi thả trọng âm thôi. Mình lít đâu nhá. Complete, lít. Yeah. Đây này, finish luôn ạ. Finish luôn. Đúng không ạ? À, lít này luôn. Thứ nhất thả trọng âm sai. Thứ hai thành dấu sắc. Trọng âm rơi đâu ạ? Rơi một ạ. À? Đấy, sau khi bạn học phát âm xong, bạn phải biết là trọng âm rơi như nào. Đọc nó chuẩn vào. Đúng không ạ? Không đọc finish mà là gì? Finish. Finish. Yeah. Đấy, nó rơi vào một cơ mà. Đấy. Nên là học xong cái phát âm này, à cái trọng âm này, để chúng tôi biết rằng nó rơi vào đâu, để đọc cho nó gì? Nó chính xác. Được chưa? Chứ đọc bừa, đọc bãi, đọc lung tung tất cả là không được. Đúng không? Trọng âm nó phải có. Rồi. Đây là ghi chú đầu tiên. Ghi chú thứ hai. Đó, ghi chú thứ hai thì chúng ta lưu ý rằng là gì ạ? À? Đây. Hai âm tiết trở lên thì bắt đầu gì? Có trọng âm của từ. Được chưa? Vậy thì tức là hai âm tiết trở lên thì bắt đầu là gì ạ? À? Có trọng âm, là trọng âm là có đánh dấu ấy. Khi phiên âm ra thầy đánh dấu ấy. Chứ còn lại một âm tiết thì đương nhiên nhá, nguyên tắc tiếp theo là một âm tiết là đương nhiên để âm đấy ạ. À. Đó. Ví dụ như là từ bố hai âm tiết trở lên mới có trọng âm này. For the, tức là có cái âm cao hơn và âm thấp hơn để mà so sánh. Còn một âm tiết thì đương nhiên không có âm cao hơn thấp hơn rồi. Dạ. Yeah. Tiếp đầu và tiếp vị ngữ không bao giờ nhận trọng âm. Vậy tiếp đầu là gì? Tiếp đầu chúng ta phải hiểu nó là gì ạ? Phần thêm vào đầu. Tiếp đầu chính là thêm vào đầu một chữ. Thêm vào đầu của một chữ. Đấy. Để làm cho gì? Nghĩa của từ đó thay đổi. Nghĩa từ đó thay đổi. Ngữ từ đó thay đổi. Lấy ví dụ như sau. Happy, hạnh phúc. Bây giờ thêm tiếp đầu ngữ ăn vào. Happy, ngữ nghĩa từ này thay đổi chưa? Là không hạnh phúc. Đúng rồi, đang từ hạnh phúc trở thành không hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Đó. Thế thì thấy rằng gì ạ? À? Đây chính là phần thêm đầu một chữ. Tất cả những phần thêm vào đầu này tuyệt đối không bao giờ thả trọng âm vào, nhớ chưa? Không bao giờ thả trọng âm vào những cái tiếp đầu này mà chỉ còn là âm còn lại thôi. À, hiểu được nguyên tắc đầu tiên chưa? Bây giờ ta vào phần tiếp vị nào. Tiếp vị ngữ. Đây. Và ghi chép ạ. À. Tiếp vị ngữ là phần thay mặt đuôi của một chữ. Làm cho nghĩa của từ đó thay đổi. Tiếp vị ngữ là phần thay mặt đuôi của một chữ. Làm cho nghĩa của từ đó thay đổi. Làm cho nghĩa của từ đó thay đổi. Cô lấy ví dụ như sau. VL đúng không? Đây là cái biệt thự đúng không? Căn biệt thự đúng không? Bây giờ thêm tiếp việc A, GE vào. Có A rồi chỉ việc thêm GE nữa thôi. Thành ngôi làng đúng không? Đang từ biệt thự. Thành nghĩa thay đổi là ngôi làng. Thế cái tiếp vị này có được nhận trọng âm không? Có được nhận không? Không nha. Theo nguyên tắc mình học là không nha. Mạng bị đau à? Mạng lại dởm thôi. Dân mạng Cô nghe được cô nói không? Cả lớp ơi. có Vẫn nghe được cái gì? vẫn nghe được, Đang vẫn nghe rởm. được, Rởm quá. vẫn nghe được. Ngó cứ ao là mấy máy của cô nó đều bị ao. Này mà không hiểu.
Sáng nay cô đã đem tôi rút mạng ra rồi đấy, để cho nó xem nó có khỏe không, đừng chặn. Nó không cần thua gì. Khiếu nại chúng nó. Rồi, nên là không thể rơi trọng âm vào I, A, G, E này được. Mà còn âm còn lại sẽ rơi đây còn rơi đâu. Đúng không? Tiếp theo, chúng ta gì ạ? À? Có từ này. Đúng không? Bây giờ thêm được A, G, E vào. Có đọc Này, climate này lại không? Có đọc climate không cả này. lớp? Lại Không. À, Này. không đọc climate mà chọn âm dây một, chỗ này là tiếp vị không nhận trọng âm, nhớ chưa? Và đọc là climate, climate, yeah, khí hậu đây. Nên là Việt Nam mình tất cả đều gì? Climate. Đọc thế thì người ta không hiểu climate là cái gì luôn à? Chỉ người Việt Nam mình hiểu với nhau thôi, yeah. Chỉ Việt Đấy. Nam mình hiểu với nhau thôi, còn Tây đâu không hiểu đâu. Yeah, climate. Nhưng đọc Yeah. pha thì Đấy, hoặc là chúng ta finish này đúng không? Finish này là hỏng hết rồi. Đúng không ạ? I finish my homework là hỏng hết rồi. Cái đuôi is này chọn âm không nhận âm hai đâu gì nha. mà không Thấy gặp chưa? Rơi vào đây này. Yeah. Đây rơi mạnh vào đầu. Finish. Finish. Yeah, không phải finish đâu nha. Ok. Rồi. Xong nguyên tắc này. homework climate. Sang. Ghi chú tiếp theo. Từ có một âm tiết. Chưa ghi Đương bốn nhiên ấy. nhận trọng âm. Đương nhiên nhận trọng âm. Nhưng khi phiên âm ra không đánh dấu trọng âm. Nhưng khi phiên âm ra Bốn thì không đánh dấu trọng âm. E. Từ có một âm tiết, A, đương nhiên nhận trọng âm. Nhưng khi E. phiên âm ra không đánh dấu trọng âm. R. L. Được chưa? Ví dụ chúng ta nhìn nhá. Bình thường các bạn nhìn những từ này mà đọc let s great đúng không? Let s great đúng không? Rồi, nhưng không phải đọc thế đâu. Mà bạn nhìn này, phiên âm của nó là A và T. Nếu theo nguyên tắc mà nó không tự nhận trọng âm ấy, không tự nhận trọng âm ấy thì nó phải đọc là lay và T, A và T, gray và T đúng không? Gray T đúng không? Phải đọc thế đúng không? Nhưng mình có một nguyên tắc đó là từ có một âm tiết đương nhiên nhận trọng âm. Dạ, đương nhiên nhận trọng âm. Nhưng khi phiên âm ra thì sao ạ? À? Phiên âm ra thì sao? Chúng ta không đánh dấu trọng âm thôi. Thế nên đáng nghe lay T bây giờ hơi thả trọng âm thôi nhá, nhưng không thả thành lết là sách cũng nhá. Để sắc nhá. Mà là late, late. Hơi thả thôi. Chỗ này thế là hơi thả, không phải S đâu nha, thành dấu sắc đâu. Mà là eight, eight. Đúng chưa? Hơi thả. Tiếp theo, không đọc là great đâu nha. Great thẳng đâu nha, mà chỉ hơi thả thôi ạ. Great, great. Được chưa? Đấy. Nên là không phải sorry, I come late. Được chưa? Không phải thế. Mà là sorry, I come late. Sorry, I come late. Được chưa? Đấy. Không phải see you later đâu nhá. Mà là gì? See you later. See you later. Yeah, Later, đấy. Anh Mỹ thì nó đọc là see you later. Tờ ra đờ. Anh Mỹ nó đọc tờ ra đờ, nhưng mà nhớ không? Thì nó đọc là see you later. Được chưa? Ghi chú cuối cùng. trong âm. Không biết kịp luôn. Ra không đánh âm À, tất cả các nguyên tắc dưới đây
sẽ giải quyết tối đa. Sẽ giải quyết tối đa 70% trọng âm của từ. Vì nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ và từ mượn. Vì nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ và từ mượn. Được chưa? Nên là nguyên tắc này bây giờ chuẩn bị, bây giờ vào nguyên tắc này, đây là ghi chú rồi nhá. Bây giờ bắt đầu vào nguyên tắc. Mà nguyên tắc thì nó chỉ giải quyết được 70, tối đa 70 thôi. Còn 20% nó nằm ở 20% level à? 2. Thì 20% còn lại là trường hợp đặc biệt đấy. Thì nó sẽ nằm ở level 2. Mười mười phần trăm còn 10% còn 30% còn lại à? 20% nó nằm ở level 2. Thế 10% à? 10% nó nằm ở từ mượn. Tra từ điển. Từ mượn, tra từ Wow. điển, chả có nguyên tắc đâu cả. Chào chị Google. Mượn với ngoại lệ đặc biệt. Ngoại lệ có một số trường hợp ngoại lệ vẫn có nguyên tắc, nhưng mà trường hợp ngoại lệ đặc biệt thì nó chả có nguyên tắc nào cả. Bỏ cuộc. Xong chưa? Xong bảo cô để cô còn Yeah. next tiếp. À, chưa. Xong rồi ạ. Ok. Là những Sang nguyên tắc nha. cái Đây bắt đầu nguyên tắc đây. Mẹ Ơi. cho em nốt một Sao? tí đi cô. Lại nhanh quá à? Vâng. Em còn mấy mấy từ nữa. Ok rồi cô. À, ok rồi nè. Vâng. Đối với động từ. À, đối với động từ ghi theo cô nhá, đây ghi tiếng Anh là các bạn sẽ khó viết ạ. Đối với động từ có hai âm tiết. Ghi như thế. Đối với động từ có hai âm tiết. Bít tu ờ Trọng âm rơi vào âm thứ slide nhất. buồn nhí Trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Đối với động từ không có tiếp đầu ngữ. cô đọc chậm một chút đâu em không chép kịp rồi. Đối với động từ có hai âm tiết. Trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Đối với động từ Rồi xong lắm. không có tiếp đầu ngữ. Đối với động từ không có Nhé. tiếp đầu ngữ. Thôi cô đọc lại đi ạ. Động từ có hai âm tiết. Đối với động từ hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Đối với Đối với động từ không có tiếp đầu ngữ. động không có Không có tiếp hai đầu âm tiết ngữ. à? Đối với Không động từ có, không có tiếp đầu ngữ. không có tiếp đầu Tiếp theo, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. ngữ. Không. À, âm tiết Đối với động từ thứ hai ok có đã. chứa tiếp đầu Đối với ngữ. động từ Đối với động từ có không chứa tiếp có tiếp đầu đầu ngữ. ngữ thì âm Bố đâu không ngồi cạnh à Nghĩa ơi? đối với động từ có đối là. Em học đây hơn 4 tuần mà cô. Ừ. Đối với động
Ừ. Có. Được chưa? Trọng âm dây tiết thứ Nghe hai. tiếp đầu Đối ngữ với đi. động từ, đối với động từ có chứa tiết đầu ngữ nào? Đây là các tiết đầu ngữ của động từ ạ. Đây. Các tiết đầu ngữ của động từ đây: re, đi, be, come, pro. Nghĩ hết các tiết đầu ngữ của động từ vào. Đi. Đi. Come. Ri đi bi không Không. ô Ờ. ô rô Được chưa? Nhìn vào đây là ra vì ví dụ Cô là hiểu thôi. ơi. Ơi. Đối, thì đối với động từ có tiếp đầu dẫn tiếp đầu dẫn, à tiếp đầu thì âm trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy à? Có tiếp đầu ngữ thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Còn không tiếp đầu ngữ thì trọng âm rơi vào âm thứ nhất. Nhìn vào ví dụ này sẽ hiểu được. Nhìn đây. Động từ hai tiết nhìn thấy chưa? Cứ có tiếp đầu ngữ ri, đi, bi là nhìn thấy không? Cứ đầu đỏ đỏ này. Thì trọng âm rơi mấy đây? Rơi mấy đây? Hai. Còn những cái tiếp đầu ngữ bạn thấy không? Không có tiếp đầu đúng không? Thì trọng âm rơi mấy? Một. Đấy các bạn cứ nhìn cái chỗ đỏ đỏ là tiếp đầu đấy. Mà có tiếp đầu thì rơi hai. Mà không trọng âm, không tiếp đầu thì rơi một. Thế thôi. Nên hiểu lý do vì sao không đọc finish từ chứ. Hiểu lý do vì sao không đọc là chọn không rơi vào nít rồi chứ. Thế mà gì à, cả giáo viên lẫn học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 Không. finish hết. Các giáo viên đọc finish hết. Đúng không? Đấy, Bắc Giang nó ngọng nó đọc finish. Tỉnh nào nó ngọng nó đọc finish. Đúng không? Là hỏng hết rồi. Dây một. Nên tuyệt đối không đọc bằng nhau. Có. Bây giờ các bạn biết trọng âm rồi. Không bao giờ đọc hai từ hai tiết bằng nhau hết. Read, do, be, come, travel, listen, protect, decide, open, appear, complete. Đấy, finish. Đọc thì chết. Đúng không ạ? Một là không có trọng âm. Hai là nếu có trọng âm thì à, thả thành dấu sắc luôn. Sắc bén luôn. Đấy, Việt Nam mình học như thế đấy. Rồi. Bây giờ nhìn vào để biết cách đọc này. Trọng âm rơi hai thì phải mạnh vào âm thứ hai ạ. Reduce. Yeah, đấy nó mạnh hơn chưa? Reduce. Đấy. Thứ hai, không đọc become. Reduce. Đọc become bằng nhau ạ, mà đọc become. Trọng âm rơi vào come chưa? Become. Become. À, quay lưỡi ạ. Become. À? Đấy, Become. become. Đúng chưa? Không Become. travel bằng nhau đâu nhá, rơi một này. Travel. Travel. Khác chưa? Travel. Khác rồi đúng không? Travel. Phải Khác listen nó luôn, thành khác dấu sắc luôn. lít đâu nha, không sắc đâu, chỉ hơi thả thôi. Listen đấy, lướt nhẹ vậy. Listen. Listen rồi, không Listen. đọc protect đâu nha, đọc là protect. Pro và take, trọng âm rơi take. Yeah, Rotate. protect. Rotate. Yeah, protect. Không đọc đi sai bằng nhau mà trọng âm mạnh vào từ sai ạ. Decide, Decide. đúng rồi. Decide. 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 Đi Decide. chưa? Rồi, decide. Decide. Yeah. Decide. Thế quan không đọc Decide. open bằng nhau đâu Open. nha. Chọn dây một à? Open. Đúng chưa? Open. Open. Chọn dây một đấy. Dây Open. hai này. Mạnh vào từ peer. Appear. Đúng không? Appear. 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 Không đọc complete đâu nha. Complete. Vậy là complete. 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 Com đâu nhau, com đâu, Complete. complete. Complete, trọng dây delete ạ. Complete. À? Complete. Village. Đúng không? Không Complete. finish đâu nha, trọng dây một ạ. À? Finish. Finish. Finish.
Phyllis. Rồi, bây giờ cả lớp đọc lại từ đầu tiên cho cô. Đọc lên. Chạm xe ai? Reduce. À, Reduce. reduce. Rồi, Reduce. Become. Mission. đọc lại cho cô từ become. Become. Become, mà Become. become. List. Không đọc travel bằng nhau đâu, đọc lại cho cô từ travel nào. Travel. 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 Đúng rồi. Travel. Good Travel. Travel. Listen. Đúng rồi, listen. 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 Job. Tiếp theo. Listen. Protect. Design. Protect. Protect. Tiếp theo, đọc từ tiếp theo đi. Position. Dây hai, Design. dây hai. Decide. Design. Đọc ở đây. Design. Decide. Design. Đúng rồi. Dây một. Open. Open. Cắm sắc vào. Open. Open. Đây sang vào đấy đấy. Appear. Appear. Đúng rồi, Appear. 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 Theo complete. 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 Dây một. Dây Complete. một nào. Finish. 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 Lại finish rồi. Bạn đã đọc finish đấy. Finish. Dây một. Finish. 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 Học phát âm cô xong đừng đọc Philip nha. Bam bam bam. Lớp buổi trưa mà các bạn ở Quảng Ninh vẫn đọc đọc phát âm buồn cười lắm. Học đi học lại rồi mới đọc phát âm nó cứ buồn cười cực, vô thanh cứ ra âm, ra hơi cứ ra âm hết. Cô bảo là riêng bạn này là không được nhận học sinh của cô nhá. Ra ngoài cấm được nhận học sinh của cô. Phải học luyện đi luyện lại mà đọc à. Giọng buồn cười. Ủa? À, Cô rườm lại bay thế. rồi. Cô ơi! Ơi. Bay, bay, bay. Bay, 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 bay. Em bảo À, danh cô. tính từ và danh từ, nguyên tắc tính từ và danh từ. Mạng rồi. À. Mai cô phải đi kiến Ok. thị với bọn Việt thị, Ok. bọn bọn FPT này. Bọn này chắc là lâu lâu là nó mình không có kêu gọi gì là nó cắt của mình ấy. Bọn nó đều lắm. Không, SBT hả cô? bọn Việt theo. Không phải bọn FPT đâu. FPT nó làm ngon hơn. Treo cô? Ờ, bọn Việt theo này nó dởm. Kiểu lâu lâu không thấy ai kiến nghị là nó cắt cái mạng nhanh của mình, nó cho bọn khác hưởng này. Cứ thỉnh thoảng mà mình kiến nghị thì là đấy, nó mạng chậm kiến nghị thì không, mà thì nó lại được một thời gian xong rồi nó lại về cái tốc độ đẹp. Ờ, Cô dùng chữ nhỏ đấy cô. đối với tính từ và danh từ ạ. What? Nguyên tắc đối với tính Cô từ và thuê thằng danh từ hacker thì trọng âm thường rơi vào âm thứ nhất ạ. Thường rơi vào âm thứ nhất ạ. luôn. Từ rơi vào Thường có nghĩa là gì? Có nghĩa là hầu hết nó rơi vào đấy. Phải đến 80% nó rơi vào âm thứ nhất ạ. Trọng âm rơi vào âm trước nó. Trọng âm rơi vào âm trước nó. cũng để đó Đối với ta tính từ thứ và danh từ. Trọng âm rơi vào âm trước nó ạ. Đối với tính từ ạ và danh từ ạ. Tận cùng bằng các đuôi như sau. Đối với các tính từ và danh từ ạ. Tận cùng bằng các đuôi như sau. Đây các bạn ghi 11 cái đuôi ạ. 11 cái đuôi ạ. Đấy, có 11 cái đuôi này. Cứ 11 cái đuôi này thì trọng âm thả vào trước nó. Mỗi một đuôi cô lấy một ví dụ đấy ạ.
Chúng ta viết xong hết chưa ạ? Rồi à, em xong rồi đấy. Xong rồi đấy à? Rồi. Các bạn nhìn ở đây. Các bạn nhìn này, đuôi thứ nhất là đuôi sừng nhìn không? Thì trọng âm rơi vào trích chứ không phải rơi từ lách kia, gọi đọc en lách. Lách thì trọng âm rơi lách mất rồi, không phải cái rơi lách đâu nha. Rơi vào từ trích. Yeah. Allegation, trích, rơi vào từ trích. Yeah. Tiếp theo, bạn nhìn thấy có đuôi lo gì? Đuôi lo gì này. O G này, đúng không? Đấy, tận cùng đuôi lo G. Trọng âm rơi trước nó là từ no ạ. Trước dây một đó mà tách nha. Các bạn đọc tách thì trọng âm rơi một mất rồi. Được chưa? Nên không phải tách đâu ạ, mà là chạy. Chạy no lời chỉ, trọng âm rơi từ no. Được chưa? Tiếp theo, các bạn nhìn thấy có cái đuôi sừng. Đây. Thì trọng âm rơi trước nó là gì? Là mây. Chứ không có, không có rơi vào for đâu, bạn đọc for à? Bạn đọc for nó rơi for mất rồi. Bạn thấy không? Bây giờ các bạn học trọng âm xong, bạn thấy rằng là trước Information. kia mình đọc sai nhiều không? Toàn xả sai trọng âm thôi. Thả sai trọng âm rồi, đọc sai nhiều lắm, đúng không ạ? Nên là trọng âm rơi từ mây chứ không phải rơi từ for đâu, mà for info, đúng không? Mà là infer. Nó không rơi trọng âm lên như là information, đúng chưa? Không phải tách đâu nhá, mà là trọng âm rơi từ nọ, Information. chẹt chẹt nó, trọng âm rơi từ nọ, nó lời gì, đúng chưa? À, trọng âm Technology. không rơi từ lách nha. Technology. Trước đây bạn toàn thả vào lách thôi, không phải lách đâu, mà là chị. Allocation, allocation. Được chưa? Tóm lại, bây Allocation. giờ bạn cứ nhìn thấy những từ tận cùng bằng một trong Allocation. những đuôi này, thả hết trọng âm và rơi vào âm trước nó là được. Cứ rơi vào âm trước nó là được. Xin mời cả lớp đọc cho cô ạ. Allocation. Allocation. Đúng rồi, allocation. 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 Tiếp theo ạ. Allocation. Technology. Giờ cong cái môi lên cho cô một cái. Giờ cong cái môi lên cái. Technology. Technology. Đừng cong môi nha. Information. Technology. Information. Information. Rồi cả lớp đọc lại cho cô ba từ này từ đầu tiên. Technology. Allocation. Take technology. Đúng rồi. Từ tiếp theo. Information. Không phải for nhá. Information. Information. Xin mời đọc lại cho cô ba từ này lại lần nữa cho chuẩn nào. Đọc đi. Information. Đọc, đọc, đọc to lên, nhiều vào. Technology. Information. Sần cong cái môi lên, đuổi gà. Nhớ. Information. Cái này cũng sần cong cái môi lên, đuổi gà, nhớ chưa? Không phải sần đâu nhá. Nào, tiếp tục. Ghi chép cho cô những từ này lại. Đấy, các bạn biết là các bạn thả trọng âm sai hết luôn. Hôm nay học xong phát âm, ghép đi, chép đi. Chép, đừng có đọc vội, tí mới cho đọc. Chép hết đi đã. Tí nữa đọc, bây giờ chưa đọc vội, đọc sai hết. Rồi, các bạn học xong cái phần phát âm này, bạn mới biết rằng là đọc xong trọng âm. Ủa trời ơi, rồi cái gì mà nói chuyện to quá. Các bạn học xong cái phần trọng âm của từ này, bạn mới biết là bạn đọc sai rất nhiều luôn, hầu hết từ nào cũng sai mà sai không biết, đọc rất ngây thơ hồn nhiên à. Vẫn nghĩ mình học đúng vô chi ấy cô, à. học theo kiểu vô chi à cô, À, anh Cường với anh Bắc giống nhau phết nhỉ, chồng cứ như anh em sinh đôi. Cô nhìn người cô tưởng cứ là như là một. Hỏi bố mẹ xem đẻ rơi đẻ rớt gì đâu. Trông rất giống nhau lại còn thân nhau nữa.
tiếng rồi, trong nghe gì Đang cho các bạn chép mà. con một Chép xong thì à cô mới nhầm con. giảng. Cô đừng nhanh nha cô ơi, mới đến câu ai mới biết tin tâu đang viết Ừ, từ chép xong thì bảo cô. viết âm ấy. Xong chưa để giảng nào? Có nhìn thấy cái đuôi A Chưa Phi mà. không? Đuôi A Phi Chưa. thì Chưa. Chưa. rồi, Có. đuôi A Phi thì trọng âm rơi vào trước nó. Vậy trước nó là thằng nào? Trước nó là Thor. Được chưa? Trước nó là thằng này Oh. này, là thằng này này, nhìn thấy chưa? Đuôi A Phi trọng âm rơi trước nó là Thor. Chứ không phải photographer, không phải gây grab đâu mà grab ở chỗ này nhá, nhớ chưa? Không rơi vào thằng này. Được chưa? Để grab là hỏng hết. Photography. Yeah. Tiếp theo à? Không phải economical. Chào ông không phải rơi từ mic này đâu nha. Nhớ chưa? Phải mic đâu. À. Đuôi eco. Chào ông rơi trước nó là gì? Là nó. Hiểu chưa? Nên là economical là hỏng hết. Thải thai trọng âm lại còn thải thằng dấu sắc nữa chứ. À. Thì bạn đọc là efficient đúng không? Bình thường là efficient bằng nhau đúng không? Đuôi sừng đảo ra trước nó là phi, nên phải mạnh vào từ phi ấy. Yeah, efficient. Yeah. Vậy economical đâu mà là economical. Economical. Yeah. Đọc như thế ạ. Economical. Có đọc economic nhớ chưa? Economic không phải đâu, đuôi x này. Chạm rơi trước nó là nó. Economical. Economic là tả tả cho mà mic mất rồi. Sai rồi, được chưa? Mà phải rơi vào từ nó. Economical. Economics. Yeah, chơi dịch nó. Economics. Không phải MB search đâu nha, bằng nhau là search search để thả trọng âm đây là hỏng hết à. Không dây search đâu nha. Mà trọng âm dây từ B, đuôi shirt trọng âm dây trước nó là B. Thì đọc là ambitious, ambitious, ambitious nha. Ambitious. Tiếp theo không phải essential, essential Ambitious. bằng nhau đâu nha. Đúng không ạ? À? Mà trọng Essential. âm dây trước nó, đuôi show trọng âm dây trước nó là sen. Và đọc mạnh là essential, Essential. essential. Yeah, đọc như thế. Essential. Yeah. Tiếp Activity. theo không đọc Activity. activity bằng nhau đâu nhá. Lại today I'd like to talk about my Activity. topic, my daily activity. Đấy, học thế chết đúng không ạ? Mà chuẩn này, đuôi et thì trọng âm rơi trước nó là t, nên phải đọc là activity đúng không ạ? Activity. Activity đúng chưa? Đấy, Activity. nên Câu phải nói sau là vào câu sẽ là là Today I'd like to talk about the Activity. topic, my daily activities. Economical. Ấy, đọc như thế. Để đọc activity. Economical. Nên ngay từ đầu phát âm không chuẩn, sau này các bạn học, các bạn sẽ thấy rất là mệt. Đấy, sẽ rất là mệt bởi vì rằng Mệt mỏi. là đọc sau cái tây nó cứ ngỡ người, nó không hiểu nó nói cái gì. Đúng không ạ? Đau đớn. Ừ, đau đớn à. Thấy trên lớp Đau các trái cô dạy đấy đúng tim. không? À, có phải trên lớp cô đọc à? Photographer, photography không? Đúng không? Trách Cấp 2, cấp nhiệm 3. của Cấp 2, cấp 3 các giáo viên là tỉnh thì thấy hết. Giống nhau hết. Economical, đúng không ạ? Activity, đúng không ạ? Đọc thế. còn mấy cô còn đỡ đỡ là economical chứ còn chứ À còn là economical. à. Bây giờ học phần trọng âm của từ đã biết được là nó đọc như thế nào chưa? Nên đọc như kia nó rất buồn cười, người ta không nghe nổi đâu. Được chưa ạ? Đây là chúng ta nhớ và chỉnh lại cái phát âm lại hết cho cô nha. Hết ngày hôm nay xong về nhà đọc hết lại cho cô phát Nhiều âm bài những cái từ ngủ. này. Mỗi một đuôi cô lấy một ví dụ đấy ạ. Nên nhất định các bạn phải thuộc cho cô 11 cái từ này cách đọc của nó chuẩn. Bạn cứ thuộc Vui. đọc 11 từ này bạn sẽ nhớ được đuôi, đúng không? Bởi vì mỗi từ là đại diện cho một đuôi mà. Là đủ 11 từ đấy. Đúng chưa? Nên là chúng ta về nhà học thuộc cho cô tất cả cách đọc 11 cái từ này. Thì các bạn sẽ nhớ được hết tất cả các đuôi mà cứ thẳng ở trọng âm gì trước nó. Nào xin mời đọc theo cô ạ. Photography. Photography. Đúng rồi. Photography.
Strong Graphy. Không có rap nha, không có rap đâu ạ. À. Nhìn cái chữ gì đây? Photography. 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 Graphy. Photography. Economical. Túi phải tây đây. Economical. Economical. Chắc cũng đúng nọ con lấy khoai tây đây ở trong tủ của mẹ. Khoai tây rồi. Đang học cái khoai tây. Efficient. Efficient. Economic. Economic. Economics. Economics. Ambition. Economic. Ambition. Essential. Essential. Đúng rồi. Activity. Activity. Rồi tạm thời hôm nay học đến đây. Còn cái ghi chú nữa thôi. Cái ghi chú nó cũng quan trọng đấy. Nhưng mà hôm sau học tiếp. Thế này là được hết rồi đấy. Được gần như được 90% rồi. Còn 10% hôm sau ghi chú là xong. À. Xong giao tiếp rồi. Nốt gì là sang giao tiếp. Quá giờ ăn bớt giờ.